ngày cụ nhà mình mất là tôi đi ra ngoài đấy cùng mấy ông ấy đấy. Đấy, ông tình Dương Cốc đấy. Tôi mấy ông quản bố miền thế mấy ông ấy. Ra ngoài ấy. Thôi thì cháu xin phép nhỉ. Rồi thì bác ơi. Cảm ơn bác ơi. Bắt tay cái này. Gặp nhau đây nhờ sau này. Dạ vâng nhất trí ạ. Một cà phê nhá. Dạ vâng ạ. Có số điện thoại đây rồi. Ngoài nhá. Rồi. Đẹp trai quá nhỉ. Có bộ dầu thế chứ. Quen rồi cái làng này rồi, không để cho anh ấy nhảy vào cái làng khác thì nó là giá phải chăng để còn giữ khách, nó không biết ở đi thôi, thế là xong rồi.